Đi tất thể thao hoặc tất cộc cùng với giày tây, lỗi này có lẽ ai cũng đã từng gặp, kể cả bản thân tôi. Okay. Chúng ta thường đi giày tây với Âu phục phải không? Dĩ nhiên là thế rồi. Giày tây, Âu phục đều có tính chất sang trọng hóa người mặc. Như vậy, một đôi tất thể thao xù xì xấu xí dĩ nhiên sẽ quét bay tốt luốt mọi sự sang trọng đi chứ còn gì nữa. Đó thật sự là một thảm họa về mặt thẩm mỹ và kịch cỡm về mặt lễ tiết. Vì khi chúng ta đã chú ý đến sự hiện diện của bản thân cũng như sử dụng trang phục một cách trưởng thành, các bạn sẽ nhận ra rằng một đôi tất dài không lộ ra chân sẽ là một điều rất tốt, hoặc đó là một đôi tất tàng hình để sử dụng trong những dịp thoải mái hơn với những đôi giày phù hợp. Sự lửng lơ ở giữa là rất không phù hợp, và điều này cũng tương khớp với cách chúng ta trở thành những người đàn ông thực thụ. Tôi là Vinh Chỉnh Chu, tư vấn ăn mặc nâng cấp ngoại hình. Hẹn gặp lại các bạn.